Độc lạ, chú trâu hồng tại Việt Nam, chú trâu khẳng định trả 20 tỷ đồng cũng không bán. Thời gian qua, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao trước hình ảnh của một chú trâu ngoài chiếc mũi có lấm tấm đồi mồi, thì toàn thân gần như được phủ lên một màu trắng hồng không tì vết, hết sức đáng yêu. Chú trâu xinh đẹp này còn được định giá 20 tỷ đồng, nhưng chủ nhân chú trâu đã thẳng thắn lắc đầu từ chối. Theo ông Gen, người chủ hiện tại, chú trâu này được ba ông mua ở Tây Ninh từ năm 2001 với giá 12 triệu đồng, tương đương 3 cây vàng lúc bấy giờ. Khi mua, người bán cho biết chú trâu đã được khoảng 10 tuổi, tính đến thời điểm hiện nay cũng phải được trên 35 năm. Rất nhiều người cho rằng chú trâu bị bệnh bạch tạng. Tuy nhiên, ông Gen khẳng định đây là một giống trâu có màu hồng tự nhiên có nguồn gốc từ Thái Lan. Trước kia, gia đình của ông Gen nuôi tới 200 con bò sữa. Một mình trâu hồng phải lo kéo cỏ về. Mỗi ngày, chú phải kéo từ ngoài ruộng xa về tới hơn 1 tấn cỏ để phục vụ số bò sữa nói trên. Cũng do công việc nhẹ nhàng hơn những chú trâu khác, nên đến giờ chú vẫn giữ nguyên được cả hàm răng chứ chưa rụng. Thời gian gần đây, khi thú chơi các con vật độc lạ nổi lên, đã có rất nhiều người đến đặt vấn đề với ông Gen mua lại chú trâu hồng, thậm chí trả cả tiền tỷ, nhưng gia đình ông không bán. Có trả 10 tỷ, 20 tỷ thì tôi cũng không bán, ông Gen nhấn mạnh. Tiền thì ai cũng mê, nhưng nó là cái tình thương, tình cảm, là cái kỷ niệm của tôi với bố. Nó biết nghe lời, giúp rất nhiều cho nghề nuôi bò sữa. Tôi coi nó như một thành viên trong gia đình, coi như con trong nhà. Ông Gen chia sẻ thời điểm khi ba ông qua đời, chính chú trâu hồng này đã bước đến quan tài và quỳ lại liên tục. Trong những ngày tổ chức tang lễ, mặt trâu lúc nào nhìn cũng rất buồn bã, đi qua đi lại quanh nhà. Hiện tại chú trâu đã được cho nghỉ hưu khoảng 5 năm nay, một phần vì nhà cũng không còn nuôi bò, phần vì ông Gen cũng thấy trâu có tuổi rồi nên cho nghỉ ngơi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.